khó nhai nè, tại vì nó không có trong bảng chữ cái tiếng, nó không có bảng phiên tiếng phát âm của tiếng Việt mọi người ơi. Ví dụ pleasure, 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 pleasure. Nhìn cái lưỡi nha. Pleasure, pleasure. Vision, vision, vision. Đúng rồi. Measure, measure, measure. Đúng luôn mọi người ha. Đó chính là sao cái phạm của âm r này cao mà giống số 3 mọi người hay thấy ở trong bảng phiên quốc tế đấy ha, hoặc là khi mà mọi người tra từ điển ok thì phạm nó cũng ná ná như âm s này thôi, với âm sh này đó nó khác nhau một chỗ này là hai cái răng của một cả nhà mình đó đóng lại. Z, 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 cả hai răng mình kẹp lại. À, lại sẽ ra thôi, nó tự động nó ra thôi ha. Và mọi người hãy đọc theo với mình một số ví dụ nha. Pleasure, pleasure. Đó mà tầm nhìn. Vision, vision. Cái căn đo đó. Measure, measure. Hoặc là đo lường nha mọi người. Measure. Ok. Thì cam giờ này thì như thế nào? Cam giờ này cũng khá đơn giản thôi mọi người ha. Thì cách nhận biết nó cũng khá đơn giản thôi, đó chính là khi nào mọi người thấy chữ cái S của mình mà đi đứng giữa hai nguyên âm, chữ cái S nha, đứng giữa hai nguyên âm nha, thì 80-95% thì nó sẽ tạo thành âm R này cho cả nhà, được không? Giống từ vision, pleasure, measure. Ok, and I'll see you next time, my friend.